cái gì Ryan? Máy lạnh hả? Đâu tắm rồi, tắm ở đâu? Cho nó trẻ nè. Ờ. Rên ngủ ở đâu? Ở rẻ nè. À, đẹp quá ta. Rửa tay hả? À. Vui ta, vui. Này là gì? Này là cái gì? Mở đèn. À, ok. Đó, đây là hướng dẫn viên của anh. Cái này nó ok. And if the beat live, you know Lil Ju made it. Hands on my knees, shaking ass on my thigh shit. Post me a pic, finna make me a profit. When the liquor hit, then the bitch get toxic. Why the fuck you in the club when niggas wild? I been lit since brunch, that shit. Order 42 for the table, let's pop shit. Missionaire or doggy style on my top shit. Pussy ass niggas hating on me from the closet. Hoes tryna call me a snake, shit, I guess I can relate. Cause a bitch spit a whole lot of venom. And since these hoes all rats, when they come around me, all I see is a whole lot of dinner. I walk around the house butt naked and I stop at air mirror just to stare at my own posterior. I don't give a fuck. Nóng kìa, nóng kìa, nóng kìa, nóng kìa. Hát lại. Hát. Rì. Ba. Kính. Cổm. Tì. Tùm. Đậm. Bì gì vậy? Cái gì vậy? Bì gì vậy? Bì gì vậy? Bì gì? Mắt bị gì? Mắt bị gì? Ngủ à? Bị má nó có bị ngỡ. Bị má nó có bị ngỡ. Để đây rồi ngồi. Đứng ta. Ba khi gọi đứa ba mà khi gọi đứa ba gọi này có. Chia, chia, bye bye. Chia, chia, chia. Ây da, ây da, ây, quăng. Không được quăng nha. Bye bye. Trời. Mà
đây là hướng dẫn viên ra. Ok. Đứng ngay kìa. Đứng tỉnh tỉnh nhìn mẹ cười cái gì vậy? Muốn nhuộm tóc không? Không muốn nhuộm tóc không? Kìa coi ba đang hâm microwave quay, đang làm đồ ăn cho mẹ con mình ăn nè. Ba đó. Ui dạ. Đó, phá cái vỏ của mẹ đi, mẹ cho ăn đòn nghe chưa. Ê, cho thúi. Nè, mẹ mới gọi đầu xong rồi, hửi đầu mẹ coi thơm hay thúi rồi coi nè. Hửi rồi, thơm hay thúi. Hửi. Khó. Dám nói thúi à. Mẹ mới gọi đầu xong mà dám nói thúi à, đánh đòn thúi nghe chưa. Nè, hửi coi, mẹ mới gọi đầu xong rồi, hửi coi thơm hay thúi. Gì? Cà phê đi con. Mở được á. Không mở được. Cái mini gì? Mini boss. Không chỉ nhỏ. Chắc bụng khoái chứ chắc bụng lắm nè. Chắc bụng.